Vâng, xưởng đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang xin kính chào các bác và cô chú anh chị ạ. Hôm nay là buổi sáng ngày 16 tháng 4 năm 2024. Xưởng đồ gỗ Công Nhung trân trọng được chào đón anh Trường. Anh Trường có địa chỉ tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Nay anh đã bớt chút thời gian là sang tham quan và ký nhận. Và bộ sản phẩm này thì đặc biệt là anh lại mua hộ một người em gì có địa chỉ tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Anh ký xong hết chưa? Đây cái bản anh ạ. Vâng. Thế thay mặt đồ gỗ Công Nhung em cảm ơn anh Trường nhá. Rồi, đã ủng hộ cho em rất nhiều sản phẩm. Anh em mình dạ. Gặp lại nhau. Dạ vâng. À, anh hiểu rồi, mời anh xong nước đã. Vâng đây ạ. À, anh vừa ký xong bộ ghế rổ chun tay cột 14 đấy ạ. Đục dáng đào tiên, tay cuốn chân móc, bộ sản phẩm này gồm 6 món. Thì anh đã theo lịch hẹn thì là đúng là sáng thứ bảy. Sáng thứ bảy đấy ạ. Xưởng đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang sẽ bàn giao trực tiếp về cho gia đình em dì của anh là tại cầu Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, cách đồ gỗ Công Nhung khoảng độ 50 cây. Đây. Đây, ghế rổi chun thì cũng chia sẻ với các bác và cô chú anh chị là thường thường là giá dao động từ 40 triệu cho đến 55 triệu một bộ, tùy vào độ đẹp, độ đồng đều của từng bộ. Ngoài ra thì có những bộ là dưới 50 triệu, à dưới 40 triệu ạ. Có những bộ dưới 40 triệu thì kém hơn. Còn hàng mà đồng đều nó phải từ 40 trở lên. 40 trở lên đấy ạ. Vâng. Xưởng đồ gỗ Công Nhung có địa chỉ tại tổ 11, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Bàn ghế thì lúc nào cũng có sẵn, trên 200 bộ. Sau khi các bác và cô chú anh chị đến tham quan, đẩy ghế cứ đẩy đi, ra đi vào làm gì? Và đẩy ghế cứ đẩy đi mà. Đây ạ, trong gian trưng bày đồ gỗ Công Nhung còn rất nhiều đấy ạ, rất nhiều ghế rổi chun. Ghế rổi chun, ghế đinh hương, ghế hương đá. Mọi chi tiết tư vấn đặt hàng, kính mời các bác và cô chú anh chị liên hệ. Em cứ làm đi, anh quay việc của anh không ảnh hưởng gì đâu. Lúc anh đang quay đứng gần thì nôi nhẹ được. Đấy. Đấy. Ghế đinh hương, ghế hương đá, ghế rổi chun, ghế đinh chun. Có đủ các kích cỡ tay 12, tay 14, tay 16, tay 18. Vâng, rất mong ngày gần nhất sở đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang được đón tiếp các bác và cô chú anh chị về tham quan thực tế một sở thị trực tiếp. Sau khi các bác và cô chú anh chị đến tham quan, ưng ý sản phẩm nào, mình sẽ ký nhận vào đáy của sản phẩm. Sau đó xưởng đồ gỗ Công Nhung sẽ hoàn thiện tất cả những phần cuối cùng để bàn giao cho các bác và cô chú anh chị tận nhà trên mọi miền Tổ quốc ạ. Đấy, đối diện là gian trưng bày số 2 đấy ạ. Thì trên tầng 2 Công Nhung sẽ bày bàn ăn sofa. Còn bên dưới sẽ bày ghế 16, 18. Rất nhiều luôn đấy ạ. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn gia đình anh Trường. Chú mẹ cũng ở trong miền Nam này. Anh sang nước đi, cảm ơn anh nhá. Ok. Đây. Cô em, cảm ơn cô em nhá. Cảm ơn các bác và cô chú anh chị đã dành thời gian để tham quan sản phẩm ạ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác và cô chú anh chị trong video giới thiệu tiếp theo.